Giữa ồn ào bọt biển nhỏ bị tố không phải con ruột, Huỳnh Hiểu Minh vung 1.400 tỷ để đập tan tin đồn, còn có hành động gây bão khiến những kẻ khẩu nghiệp phải câm nín. Từ sau khi bị cấm cửa khỏi cbiz vì ủng hộ sâu thiếu thuần phong mỹ tục của Lisa, Angela Baby cũng trở thành nhân vật chính trên các trang truyền thông hàng đầu hoa ngữ trong số ấy có cả tin đồn bọt biển nhỏ không phải con trai ruột của huỳnh hiểu minh ngay lập tức thông tin này đã bị lan truyền khắp cõi mạng khiến công chúng xôn xao bàn tán mãi và giữa cơn bão ấy huỳnh hiểu minh đã khiến nhiều người bất ngờ khi có động thái phản bác mạnh mẽ và những kẻ khẩu nghiệp cực mạnh Chắc hẳn mọi người đều biết, sau khi Huỳnh Hiểu Minh đường ai nấy đi với Angela Baby, quyền lợi nuôi con nhỏ thuộc về nhà gái. Dù mang tiếng là ly hôn trong hòa bình, nhưng thực tế, cả hai vẫn âm thầm tranh quyền giám hộ của bọt biển nhỏ. Sau cùng vì muốn bảo vệ danh tiếng và hình tượng của hai vợ chồng, họ cùng lựa chọn cách chết chung nhất, chính là Angela Baby được nuôi con, nhưng khi cô đi công tác thì cậu bé sẽ do ông bà nội chăm sóc. Vì lẽ đó mà khi người đẹp Trần Duyên đưa con trai ra ngoài, đi theo mẹ con họ luôn có bóng dáng của người nhà họ Huỳnh. Tuy nhiên, sau khi angela baby bị cấm cửa khỏi làng giải trí hoa ngữ hàng loạt tin đồn không tốt về cô cũng bùng nổ liên tục trong số đó có cả tin đồn bọt biển nhỏ không phải con ruột của huỳnh hiểu minh nữa đó họ còn khẳng định nhà trai đã đi xét nghiệm adn mới phát hiện được sự thật bẽ bàng này trước lời tuyên bố chắc nịch của các blogger không ít người đã tin sái cổ còn liên tục chia sẻ lại tin đồn này trên các trang mạng xã hội lớn vì chuyện này mà tài tử hảo sự thành đôi đã quyết định giành quyền nuôi con trai cho bằng được đó theo dân tình đồn thổi huỳnh hiểu minh đã mạnh tay tiêu tốn đến tận 400 triệu nhân dân tệ gần 1.400 tỷ đồng mới giành chiến thắng trong cuộc chiến với vợ cũ từ động thái này có thể thấy nhất ca một thời của hoa nghị đang muốn đập tan tin đồn xấu về quý tử muốn các blogger ngưng đưa tin bịa đặt không tốt ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cậu bé không chỉ thế thôi đâu, trong thời gian Angela Baby gặp chuyện, Huỳnh Hiểu Minh cũng dành toàn bộ thời gian để theo sát Bọt Biển Nhỏ, giữ cậu bé tránh xa những lời đồn đãi không tốt. Cách đây không lâu, người ta còn bắt gặp anh đưa quý tử đi du lịch nữa cơ. Thông qua cách nói chuyện và hành xử của Bọt Biển Nhỏ, có thể thấy Huỳnh Hiểu Minh bảo bọc con trai rất tốt, không để cậu bé chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ những lời đồn thổi hay việc bị cấm cửa của Angela Baby. Ngày 13 tháng 11 là sinh nhật 46 tuổi của Huỳnh Hiểu Minh trong ngày đặc biệt này chàng tài tử đã hạnh phúc khoe ảnh chụp chung với bọt biển nhỏ và bố mẹ thông qua bức ảnh tam thế đồng đường này có thể thấy bố mẹ huỳnh hiểu minh rất yêu thương cháu trai điều này càng chứng minh tin đồn liên quan đến bọt biển nhỏ chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ của các blogger xứ chung mà thôi không đủ sức để gây ảnh hưởng đến tâm trạng người nhà họ huỳnh Bên cạnh đó, những động thái của Huỳnh Hiểu Minh càng khiến người ta chắc chắn hơn về tương lai ảm đạm của Angela Baby. Xem ra, Huỳnh Hiểu Minh cũng hiểu rằng anh chẳng thể giúp bà xã cũ lật ngược thế cờ, thế nên anh mới quyết tâm chi số tiền khủng đến vậy nhằm giành bằng được quyền nuôi bọt biển nhỏ, cũng coi như gián tiếp giúp đỡ Angela Baby trang trải nợ nần sau khi bị phong sát, bị các đoàn phim và nhãn hàng đòi đền bù hợp đồng, bởi trước mắt Angela Baby vẫn chưa tìm được người chịu mua căn biệt thự 500 triệu nhân dân tệ dưới sự giúp đỡ của chồng cũ dù chẳng thể làm người nổi tiếng nhưng ít ra nữ diễn viên không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này